Trong câu số 10, chúng ta sẽ có một số từ keyword như sau. Từ đầu tiên đó là crops, tiếp theo đó là động từ produce, cuối cùng sẽ là từ season. Trong câu số 10, the crops produced in vertical farms will depend on season. Câu này được dịch ra như sau. Cây trồng được sản xuất tại các vertical farms sẽ phụ thuộc vào mùa. Như vậy, trong câu 10, chúng ta sẽ phải tìm đoạn văn miêu tả cái việc trồng cây tại vertical farm mà sẽ phụ thuộc vào mùa. Chuyển sang đoạn văn, chúng ta sẽ có thể thấy cái từ crops và từ produce sẽ xuất hiện ở ngay đây. Crops và produce. Trong câu, crops would be produced all year round. Cây trồng sẽ được sản xuất quanh năm. Nếu cây trồng đã được sản xuất quanh năm thì có nghĩa là nó sẽ không phụ thuộc vào mùa. Vậy mà câu 10 lại nói rằng cái việc trồng cây tại các vertical farm sẽ phụ thuộc vào mùa. Như vậy, đáp án của câu 10 này đó là false. Sau khi đã trả lời xong câu 10, chúng ta sẽ có một số kiến thức như sau. Đầu tiên đó là cách rút gọn trong mệnh đề quan hệ. Cách rút gọn này sẽ rất là phổ biến trong các bài writing task 2 và sẽ gặp rất là nhiều trong reading. Chúng ta sẽ học cách rút gọn trong ví dụ sau. The crops which are produced in Vietnam depend on climate. Mùa màng mà được sản xuất tại Việt Nam phụ thuộc vào thời tiết. Nếu chúng ta rút gọn câu này đi thì câu rút gọn chỉ còn như sau. Crops produced in Vietnam depend on climate. Tức là chúng ta đã rút gọn từ which are đi thành một câu ngắn gọn hơn rất là nhiều. Động từ tiếp theo chúng ta cần phải để ý đó là động từ depend. Depend có nghĩa là phụ thuộc vào cái gì đó. Với tính từ của nó là to be dependent on. Nếu chúng ta muốn diễn tả đó là sự phụ thuộc rất nhiều, sự phụ thuộc nặng nề thì chúng ta sẽ dùng cụm từ heavily dependent on something. Thông qua ví dụ như sau. Small companies are heavily dependent on local economy. Các doanh nghiệp nhỏ sẽ phụ thuộc nặng nề, sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nền kinh tế địa phương.